cộng đồng mạng xót xa khi thấy cảnh nhã phương bị ngộ độc thực phẩm trường giang hối hả cõng đi tìm bác sĩ Tối ngày 18 tháng 9, tập 14 chương trình 2 ngày một đêm lên sóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Sau lượt thử thách đầu tiên, Nhã Phương đã bất ngờ gặp sự cố, phải dừng quay khiến cả ekip lo lắng. Khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi chờ quay phân cảnh tiếp theo, do phải dậy sớm và hoạt động dưới trời nắng, thời gian khá dài khiến sức khỏe Nhã Phương giảm sút. Nhìn thấy sắc mặt Nhã Phương thay đổi, Trường Giang lập tức hỏi Han, "Chóng mặt hả em?" Nhã Phương than thở, "Chóng mặt quá ba ơi." Nam danh hài liền nói, qua quán bên kia ngồi cho mát em ơi bất ngờ nữ diễn viên nói giọng yếu ớt ba ơi mẹ không thấy được đường mọi thứ cứ xoay vòng vòng nhận thấy tình hình không được khả quan trường giang nhanh chóng đưa nhã phương đi tìm bác sĩ nỗi lo lắng thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt nam danh hài bởi lẽ anh biết được sức khỏe của bà xã vốn đã không được tốt nhìn thấy cảnh trường giang tất bật cõng vợ mồ hôi nhễ nhại gian cát cùng ekip không khỏi xúc động hơn nữa khán giả cũng được dịp thấy rõ tình cảm bền chặt của trường giang nhã phương cũng như sự chu đáo ân cần của nam danh hài dành cho bà xã sau khi kịp thời thăm khám bác sĩ kết luận nhã phương bị ngộ độc thực phẩm dù khá tiếc nuối nhưng nữ diễn viên đành phải tạm xa chồng cùng mọi người cho sức khỏe sớm hồi phục để có thể tiếp tục tham gia thử thách khác của hai ngày một đêm